Điện Xanh Sài Gòn là công ty trực thuộc của công ty cổ phần Sumoto, thành lập năm 2008. Hôm nay chúng ta cùng nhau chứng kiến một sự kiện trọng đại của hệ thống xe điện xanh Sài Gòn, đó là lễ khai trương showroom xe điện thông minh Yadi tại địa chỉ số 2 quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức và địa chỉ số 783-785 Quang Trung, quận Gò Vấp. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu cột mốc ra đời của một cơ sở kinh doanh mới và cũng là dịp để hệ thống xe điện xanh Sài Gòn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến với đối tác và khách hàng của mình. Đến với lễ khai trương showroom xe điện thông minh Yadi ngày hôm nay, quý khách hàng sẽ được tham quan trải nghiệm xe đạp điện, xe máy điện hiện đại, tiện nghi đến từ thương hiệu xe điện Yadi. Chúng tôi hy vọng rằng quý khách sẽ có những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời tại showroom của chúng tôi. Xin được nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị, quý đại lý, quý khách hàng đã có mặt trong buổi lễ khai trương showroom xe máy điện thông minh Yadi, là chuỗi cửa hàng xe điện ủy nhiệm chính hãng của Yadi tại thị trường Việt Nam. Hôm nay thay mặt cho công ty Yadi, tôi là Nguyễn Văn Hùng, là giám đốc kinh doanh khu vực Sài Gòn. Chúng tôi đang có mặt trên 100 quốc gia và có mặt trên các thị trường khó tính nhất. Cũng mong muốn khách hàng sẽ ủng hộ showroom xe máy điện thông minh Yadi tại khu vực Thủ Đức. Trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban lãnh đạo của hệ thống xe điện xanh Sài Gòn, xin có lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Hai showroom tại địa chỉ 02 quốc lộ 1K Linh Xuân, Thủ Đức và địa chỉ 783-785 Quang Trung, Gò Vấp, giúp cho khách hàng khi đến với chúng tôi đều có thể là nhận được những cái dịch vụ tốt nhất.